Harry Won lần đầu tiết lộ bí mật gây ám ảnh, rùng mình nhớ lại quá khứ bị sàm sỡ hàng chục lần. Trong chương trình Nhập gia tùy tục vừa lên sóng mới đây, Harry Won tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ những câu chuyện đời tư của mình. Lần này, nữ ca sĩ không ngần ngại thú nhận việc từng là nạn nhân của việc quấy rối. Đây không phải là chuyện hiếm gặp ở Việt Nam lẫn cả trên thế giới. Phụ nữ là những con mồi béo bở của kẻ biến thái. Điều đau lòng là họ lại không dám lên tiếng dù bản thân đã bị tổn hại. Harry Won đã cho rằng đa số những người chưa đủ 18 tuổi thường không biết xử lý việc sàm sỡ như thế nào. Bản thân cô cũng từng rất sợ hãi khi phải nói với bố mẹ chuyện tế nhị như vậy. Đặc biệt là bố mẹ ngày xưa thường khá bảo thủ, thay vì cảm thông, họ thậm chí còn quay ngược để trách móc con mình. Những câu chất vấn ngược lại như tại sao con đi gặp người lạ, tại sao con ăn mặc như vậy là thứ dễ nghe thấy nhất. Lúc này, mình từ nạn nhân lại thành người có lỗi. Hóa ra việc bị quấy rối lại là lỗi ở mình. Giống kiểu ra ngoài bị giật đồ xong, người ta đổ lỗi do mình không cẩn thận nên mới bị giật. Tôi rất ám ảnh những câu nói kiểu như vậy. Tại sao không chửi kẻ có tội, lại đi trách ngược nạn nhân, Harry Won chia sẻ. Bà xã Trấn Thành tin rằng những câu hỏi như trên khiến cho một số em bé, phụ nữ dù bị quấy rối vẫn giữ im lặng, không dám nói với người thân. Họ xấu hổ, sợ chuyện bị lộ ra ngoài nhiều hơn là nghĩ đến bản thân. Harry Won chia sẻ, bản thân cô có rất nhiều quan tâm đến những câu chuyện liên quan đến việc bị quấy rối, xâm hại vì có bạn bè cũng như từng trải qua chuyện đó và bản thân cũng vậy. Nói đến đây, nữ ca sĩ thú nhận bí mật gây ám ảnh với mình. Tôi từng hơn chục lần bị sờ mó, sờ soạng. Tôi bị rất nhiều lần, bạn bè tôi còn hỏi vì sao tôi lại bị sàm sỡ liên tục như thế, nhưng tôi cũng không thể giải thích được. Năm lớp 5, Harry Won lần đầu gặp biến thái. Cũng kể từ đó, nhiều lần cô trở thành nạn nhân của vấn đề này. Thế nhưng giọng ca anh cứ đi không dám kể với gia đình. Cô sợ ba mẹ sẽ trách mắng mình, cho rằng mình phải làm gì đó mới xảy ra nông nỗi này, rồi cấm đi ra ngoài. Harry Won cũng không dám nói với bạn bè vì xấu hổ, sợ bị đồn thổi. Nữ ca sĩ chỉ nói ra được với người ngoài, những người có cái nhìn khách quan và cho cô lời khuyên, định hướng. Tôi chỉ dám nói chuyện với người lạ, những người không biết tôi là ai. Họ bảo tôi rằng nếu gặp chuyện bị quấy rối mà không nói ra sẽ bị giết chết linh hồn suốt cả cuộc đời. Rất nhiều người phụ nữ từng bị như vậy nhưng không dám nói ra và cứ phải chịu đựng vì ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần của họ nặng nề quá, Harry Won chia sẻ.